quý vị xa xa kia có một chị mặc áo dài màu áo của thầy Thích Minh Tuệ nha cả nhà. Thực hiện điều cái điều mong muốn của mình. Bức ảnh em chừng nào lúc nào thầy đi tới là qua đây nha cho thầy nhìn thấy hình nha. Đó, 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 đó. Rất là gần luôn. Đứng vô đây luôn. Dạ, mình đứng vô trong đây luôn đi. Dạ. Có gì cái anh chút cái anh thổi thổi là mình kêu anh luôn. Ủa cái hình đó chị vẽ hay là chị mua? Thì rất là đắt tiền luôn. Thôi à. Hai ngày đó anh có nghĩa là cái người họa sĩ phải thức thâu đêm luôn á. Là thâu đêm luôn. Và một ngày một đêm. Còn nếu mà có thời gian lâu hơn thì sẽ chắc chắn là bài đẹp hơn nhiều. Dạ. Chị đây mặc bộ đồ màu áo của thầy Thích Minh Tuệ. Xích vô cho bị công an ra. Xác vô, xác vô. Xác vô anh em ơi, các anh chị ơi. Anh ơi ngừng cái có ảnh thầy anh ơi. Thầy đi ngang rồi thầy nhìn một cái thôi, thầy nhìn một cái thôi, thầy nhìn một cái là đang qua đâu quý vị nha. Ok là tuyệt vời rồi chị. Một bức ảnh và một cái bộ đồ của chị là thấy là tình cảm chị cũng như là rất là tôn kính thầy luôn ha. Có vô đi mẹ chị ơi, có đi đi lá lúc này là chị chắc là hồi hộp lắm đúng không chị ạ? Dạ. Thì còn là thầy đi ngang là thầy nhìn có duyên rồi để xe kêu biết mất không rồi. Thì hiện tại rất là hồi hộp gặp thầy nhưng mà cũng hơi run lắm. Hơi run dạ. Sao sao là gặp lại vài ngàn người ở bên Malaysia tại cuộc thi hoa hậu thế giới người Việt tại Malaysia không còn run vì kiểu như bản năng á. Yeah. Đừng bây giờ đừng được em có thấy run. Bức ảnh này là mình tự làm hay sao hết chị? Dạ em thuê họa sĩ vẽ một ngày một đêm ấy. Cái này là mình có nhân viên nào không hay là mình tự phát tâm làm này? Dạ em phát tâm đấy. Sát vô chứ công an. Chị có chuẩn bị sát sát vô anh ơi công an. Sát vô công an là đó. Sát một cái bị là hay nhá. Nè bắt bà ra luôn đó. Chị ra ngoài đi, chị nhờ ai? Chị nhờ đứng trong chị ra ngoài đi. Vâng ơi, sát một cho em ơi. Sát một. Sát một ơi. Sát vô chứ không. Anh ơi sát vô mấy câu tụi em nữa. Cái này là phải nhanh chị nha. Dạ tại vì thầy đi nhanh lắm. Chị phải nhanh mới được. Để làm sao mà để cho thầy chú ý vô chị đó. Dạ em thuê họa sĩ về một ngày một đêm ạ. Dạ. Chị là người Huế, người Quảng Trị. Em ở người Quảng Trị ạ. Cái này mình làm hết bao nhiêu tiền nha em ha? Cái này chưa người ta chưa nói giá. Em bắt buộc phải làm bao nhiêu tiền cũng quan trọng vì làm trong cái thời gian ngắn đó. Thầy tới cả nhà ơi. Rất là khó khăn. Trong vòng một ngày. Rất là nhiều ha. Xin máy đi, xin máy. Rồi máy sơ bắt đầu đi buổi chiều nè cả nhà. Xoáy thép thân nè. Đây chị gái là ái bức tranh cho sư phụ nè. Cái này đấy.
quay góc đây này rất đẹp mọi người đó. Bước chân với sự đi ngang qua rồi duyên. Đây nè chị nè, quý vị em cảnh này nha. Cháu chưa chấp một bức ảnh nha. Quả sư để là chú duyên nha mọi người. Đó, ai đi vào này. Đó, chuẩn bị là sư phụ thái bức ảnh luôn nha quý vị nha. Đó. Ông mới là người đấy đó. Thầy ơi. Đây nè, thầy thấy rồi đó. Cái cảm giác chị thế nào? Thầy nhìn rồi đó, em thấy thầy nhìn rồi đó. Cái cảm giác chị thế nào chị? Dạ rất là vui mừng và hạnh phúc cả. Dạ. Vì mình cũng đạt cái ý muốn là chỉ cần rất là đông luôn nha cả nhà. Rồi giờ chị tặng em được không? Tặng áo chị mặc một chiếc áo. Bố đây, bố chụp em thấy coi mặt nguyên thầy nha. Đó, giống thầy xì luôn nha. À, có chứ gì ơi. Ở đây à, một áo dài à, quá tuyệt vời cái gì à. Bộ dây này em mấy? Mọi người có để ý không? Để khi mà chạy đi lên. Khó chụp đi Hoa. Quý vị bà con ở Triệu Phong, Quảng Trị rất là đông. Các sư thầy đang đi nè. Chốt luôn rồi, không cho qua nữa vì quá đông luôn.
hơn quá vừa qua luôn, hơn quá trời. Quý vị ơi, chặn bên nửa cầu rồi, chặn rồi. Quá trời đông luôn quý vị ơi. Em vừa mới bị trót lọt mà quý vị ơi, chốt cầu luôn rồi. Quá trời đông mọi người ơi. Anh nên được thắt chặt quá trời luôn quý vị.